Mấy hôm nay thì chiếc xe VF8 bị lỗi, hiện lên cái lỗi là battery 12V cần được kiểm tra. Thì chị có gọi lên customer service center, thì họ hẹn là hôm nay họ sẽ cho mobile service tới để kiểm tra xe như thế nào. Thì có hẹn là 10:30. Tí nữa thì chị sẽ có một lớp tập nữa, cho nên là để anh Lâm ở nhà sẽ đưa xe cho người ta kiểm tra như thế nào. Đây là lỗi mà hiện ra đây, cái lỗi báo là check battery, bình điện 12V. Hiện ra mấy lần thì chị có gọi lên service center hôm nay để họ xuống họ kiểm tra như thế nào. Không biết là các anh chị chạy xe VF8 có bị cái lỗi này hay không, thì chờ bình luận ở bên dưới cho chị biết nha. Nếu mà các anh chị có sửa lỗi như thế nào đó thì cũng cho chị biết luôn. Mobile service hẹn lúc 10:30, 10:05 họ đã tới trước cửa rồi nè. Đây mobile service, cái xe của họ đây. Hello, how are you doing? So you come early, huh? Yeah. Can you check that for me? Is this a warning sign? Is a battery trouble? Check soon, something like that. Oh, okay. Yeah. I'll look into that. Based off what I know about that, I would need to plug in a 12-volt battery charger, and that should take 45 minutes to an hour to let that charge. And then I had to get on my computer and perform a calibration. After I do that, I need to let it sit in neutral for 30 minutes. So okay. This procedure is going to take a little while. Okay. Anh Tennyson, kỹ thuật viên nói là anh sẽ chạc cái bình điện 12V. Sau đó anh sẽ làm hook up cái computer của anh vô để mà anh kiểm tra, sau đó cho nó đi khoảng 20 phút, 30 phút gì đó. Chúng ta xem coi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp tục nha. Giờ anh đang kiểm tra xe. Xe VF8 màu đen này đã update cái phần mềm mới nhất cách đây khoảng 2-3 tuần trước. Giờ anh Tennyson sẽ chạy cái đây là bình điện 12V nè các bạn. That the battery is okay. It's a software bug. So what I'm doing now is making sure I put that at 100%, and I tell the car with my laptop that is 100%. And then after that, I run it in neutral. It tells all the modules that is 100%. So the battery is supposed to be 100%. Technically speaking, to give a threshold. The car needs to understand it's there. The battery is okay, but the car doesn't know that. In order for me to get the car to know that is to make sure it's all the way 100%. Đây là cái charger. Rồi, anh sẽ cắm cái charger này vô trong cái bình điện 12V. Anh nói là anh chờ cái xe cho nó ngủ, tất cả mọi cái đều set out hết rồi anh mới cắm vô anh chạc. Thì
Mình đã lấy cái xe này cả coi như là cuối tháng 12 đến giờ là 7 tháng rồi. Lần đầu tiên có cái warning, cái báo là cái bình điện 12V cần phải kiểm tra. Đó là lý do tại sao mình gọi cho customer service và họ điều cái mobile service đến tận nhà để họ kiểm tra. Yesterday, it's I think they're working on a another software. I'm not sure. So you did it yesterday? Yeah, with another car. Yeah. Mm, okay. And after that, everything yeah. will be okay. Okay. Anh nói là hôm qua anh cũng đã gọi như kiểm tra và một cái xe khác cũng có tình trạng như vậy. For how long? Anywhere between 45 to an hour for this part. Wow, for charge up to 100%. Uh-huh. I have some cars back at the shop where it take 20 minutes sometimes, and then other times like an hour. So anh nói cho phụ cầu khoảng chừng 20 phút đến 1 tiếng tùy theo cái battery này nó còn nhiều hay ít thôi. When you know it's done. Oh yeah, I'll let you know. There's a percentage there. Oh, right now it's just 68. Uh-huh. Oh, okay. That means low. Not on the low side, but it kind of varies, you know, so it fluctuates. Okay, it now go up to 69. Okay. Ồ, như vậy là cái battery của mình nó thấp hàng chi nó báo. And then 85% it starts to slow down a little bit and it takes a little longer at that point. Oh, so this part, okay. Like it's gonna go by pretty fast, but it slows down around 85%. It's like when you charge the car, yeah. You know, when you go up to 80, it just goes slow down. Yeah. It takes more time to go up to 100%. Yep. Okay. Cái này cũng giống như chạc điện xe bạn, khi mà lên đến 80 thì nó cũng sẽ chậm lại, giống như mình chạc pin xe, khi đến 80-90 là nó chậm lại, nó sẽ chạc lâu hơn để lên đến 100%. Đó là lý do tại sao anh nói là có thể đến cả tiếng đồng hồ luôn. Khi mà đến 100% thì anh sẽ tiếp tục làm cái bước kế tiếp. Bây giờ mình chỉ chờ thôi nha các bạn. So what's the latest software update now? What's the latest version? I'm not quite sure yet. I don't know when this release. Because about two weeks ago, I got the software update. So I don't know if there's another new version software. I'm not sure yet. Oh, okay. But when it does come out, Chris will call you and let you know when we can set up an appointment. Okay. Anh nói là anh không biết về cái software mà phần mềm mà mới nhất bây giờ là cái version mấy. Nhưng mà cách đây khoảng 3 tuần mình đã update cái software rồi. Nghe nói hình như mới có một software mới nhất luôn. Thì anh nói khi mà có update thì Chris là anh bên service center sẽ gọi để mình update cái phần mềm mới nhất đó. Bây giờ đã lên đến 88% rồi các bạn, cũng nhanh á, khoảng mới có khoảng 10-15 phút rồi. Nói chung xe vẫn chạy bình thường nha các bạn. Lâu lâu nó báo cho em cái lỗi kiểm tra bình điện 12V này,
thì muốn chắc ăn mình gọi customer service để họ điều người đến kiểm tra thôi. Thì bước đầu tiên là họ sẽ chạc bệnh viện lên 100%. Phút nữa trôi qua, từ 88 lên 90 rồi các bạn, 2% thôi, rất là chậm, đúng rồi. Nhảy từ 68 lên 88 cũng 15 phút rồi, 15 phút rồi lên 2% thôi, 90 rồi. Rồi đã đến 100% rồi các bạn, cũng hơn một tiếng nha các bạn. So what's the next step? Okay. So you hook up computer to the car. Okay. Giờ anh sẽ hook up computer và anh vô để anh check mọi thứ cho bên trong. Hôm nay ngoài trời rất là nóng các bạn, nắng nóng lắm. So you check the software or what? Calibrate the module for the battery. Check battery. How long have you been working for VinFast? About a year and a half. Oh, a year and a half. Mm-hmm. Before that, did you work to any EV company? I used to work for Tesla. Oh, Tesla. Oh. Anh này anh làm khoảng một năm rưỡi ở VinFast và trước đây anh làm cho Tesla. Bên Mỹ này mà cái hãng nào mà trả lương cao hơn thì sẽ nhảy hãng thôi. Chứ mình làm ở một chỗ thì lương không có lên bao nhiêu hết. Một năm cao lắm 2-3%, nhưng mỗi lần mình nhảy qua một hãng khác thì có thể lên đến 10-20% là chuyện thường. Bóp cái computer, kết nối computer của anh vô trong xe để kiểm tra. Các bạn thấy không? I'm supposed to really show this stuff. Okay. Mình cũng hiểu gì về cái phần kiểm tra này. Chỉ biết anh ta đang kiểm tra thôi. Cái xe màu cam của Chi thì chưa có update phần mềm mới, nhưng mà không có bị gì hết, không có bị báo lỗi về cái bình điện 12V. Còn ở xe này update cái phần mềm mới nhất mà báo lỗi kiểm tra cái bình điện 12V. Well, this is the last step. I have to let it run for 30 minutes in neutral. Oh, okay. Còn như anh cho cái xe chạy trong cái chế độ natural là cái số N đó. For how long? 30 minutes. 30 minutes, 30 phút. Huh? That's it?
Yeah. Just wait for 30 minutes? Yeah. And then you let it sleep for 15. Okay, and then cho cái xe đóng cái gì xích đào cái xe lại cho một trong khoảng 15 phút. Ok, mình sẽ cập nhật cho các bạn biết tiếp tục nha. Thì bây giờ anh sẽ lấy cái đồ chạc này ra, chạc xong cái bình điện rồi đó. Cũng hơn một tiếng nha các bạn. Đến lúc 10 giờ 5 phút rồi anh chuẩn bị đồ nọ, bắt đầu chạc từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ 45 là 1 tiếng 15 phút. Bây giờ xe đang vận hành trong cái số N, số natural N trong 30 phút. Sau đó mình sẽ set down, đóng tất cả lại cho xe set down khoảng 15 phút. So it's done for 30 minutes running natural gear, right? And now just for sleep, 50 minutes. It's all done? Wow, that's good. So everything is good, right? Yes. Okay, that's perfect. The alert shouldn't come back to me. Because what I did was I told the car that the battery's fully charged, and now the memory stays correct to where it'll also keep the charge as well. Okay. Okay. So everything is good now. Yes. It's good to go. All right. Thank you very much for your help. Thank you. Yeah. Okay. Anh nói bây giờ mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Hy vọng là cái báo lỗi này nó sẽ không còn nữa. Thì mình làm cái video này để muốn chia sẻ về những trải nghiệm khi mình lái xe VF8. Thì nếu mà nó tốt thì mình nó tốt, còn những cái gì mà bị trục trặc thì mình cũng chia sẻ để các bạn mà đang chạy xe VF8 khi gặp những trường hợp như vậy thì sẽ có hướng giải quyết, và cũng muốn cho một vài khán giả là mình không phải là nhân viên VinFast, mình không có nhận tiền của VinFast để quảng cáo xe. Đây là những sự chia sẻ trung thực, có sao nói vậy. Nếu mà mình đã nhận tiền xe VinFast, quảng cáo cho VinFast thì mình sẽ nói tốt. Còn những cái vấn đề mà trục trặc hư hỏng hay gì đó, software, phần mềm, hôm nay là cái báo lỗi về 12V battery, 12V thì mình cũng chia sẻ. Theo mình biết thì cái 12V là dùng để khi cho đèn, rồi khi mình khởi động máy nếu mà nó bị hư, bị vấn đề gì đó thì sẽ xe không khởi động được, không chạy được. Thì ngoài bình điện lớn có bình điện nhỏ 12V nữa các bạn. Thì mình cũng có người bạn chạy chiếc Tesla thì họ bảo hành 3 năm cho cái bình điện 12V, nhưng mà xui cái người bạn của mình thì vừa qua cái thời hạn 3 năm thì bình điện 12V bị hư. Rồi khi đem đi thay thì tốn vài trăm đô. Còn ở đây thì trong thời gian bảo hành thì như nghe là 10 năm thì phải. Còn biết bình điện nhỏ thì không biết bao nhiêu. Nhưng mà hiện giờ thì nếu có gì thì gọi họ đến, họ sửa, họ kiểm tra không tốn tiền. Ok, video cũng đã dài. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hay hữu ích thì nhớ cho một cái like, chia sẻ cho gia đình và bạn bè cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Xin chào các bạn. Cảm ơn khán giả đã quan tâm và ủng hộ Chi trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.